Ven con la moto ya ahí. Muchachos, vamos que quiero. Mình sẽ sử dụng một cái kéo và cắt phần dư này đi. Và mình sẽ mở tờ giấy ra. Bây giờ mình sẽ gấp đôi tờ giấy lại thành hình chữ nhật. Phải gấp nó vào thêm một lần nữa để có một cái hình vuông như thế này nhé. Mình sẽ gấp nó lại thành hình tam giác như thế này. Rồi gấp vào thành hình tam giác thêm một lần nữa. Tiếp tục mình sẽ gấp nó vào thành một hình tam giác nhỏ hơn nữa. Đây, và cái phần mở được ở phần này nhé. Mình sẽ sử dụng một cái kéo. Đây. Phải cắt cho nó cong lên một xíu. Ở phần trên này thì bây giờ mình sẽ không cắt đứt nhé, mình sẽ cắt và để lại trừ lại một miếng đó, một cái nữa. Và bây giờ mình sẽ mở tờ giấy này ra. Mình sẽ có một cái hình như thế này. Bây giờ mình sẽ sử dụng một chai keo.
vào phần giữa đây. Giấy kia mình cũng sẽ cắt, nhưng mà sẽ không dán phần giữa này nhé. Dùng cái tờ giấy này ấn vào ngay giữa đây.
giờ ở phần giấy giữa này. Mình sẽ xịt một xíu kia vào. Là sao? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh TA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.